Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây sẽ là những tin chính. Xin chào quý khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với Tin Mới. Trong bản tin mới nhất của chúng tôi hôm nay, xin gửi đến quý khán thính giả và các bạn nội dung sau. Sau nhiều ngày mưa lớn, sáng nay đoạn đê trên sông Vệ thuộc địa phận thành phố Hà Bích của tỉnh Hà Nam đã bị vỡ. Mặc dù nhiều xe chở đá và xe tải lớn đã được đẩy xuống sông nhưng vẫn không thể nào có thể lấp nổi chỗ đê bị vỡ. Hiện tại, hai ngôi làng ở đây đã thất thủ, các ngôi làng gần đó bị nhấn chìm trong biển nước trong khi mực nước vẫn không ngừng nâng cao. Vào lúc 5 giờ sáng nay, theo giờ địa phương, một thị trấn của huyện Tuấn bên dòng sông Vệ tiến hành xả lũ, khiến cho người dân phải di rời khẩn cấp. Huyện này đêm qua đã phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với mưa lũ lên cấp 1, tức là mức cao nhất. Còn kênh có tên là Cộng sản Chủ nghĩa, cách sông Vệ không xa về phía Tây, lượng nước cũng đã tràn đê. Vào lúc 10 giờ tối qua, theo giờ địa phương, đoạn đê trên sông Vệ thuộc địa phận thành phố Tân Cương, tỉnh Hà Nam cũng đã bị vỡ. Mặc dù trước đó người dân địa phương đã đẩy xuống sông hai chiếc xe tải cỡ lớn để bịt chỗ thủng. Thành phố này đã phải ra thông báo khẩn, yêu cầu di rời người dân và tổ chức lực lượng cứu hộ phá đê. Gần 30.000 người tại Tân Hương đã được di rời khẩn cấp. Cũng trong hôm qua, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp kiêm Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Chu Ngọc Văn đã dẫn đầu một đoàn công tác liên ngành đến Tân Hương để hỗ trợ phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Đứng trước tình hình nguy cấp ở Tân Hương, Trung Quốc đã phải điều động một trong những thiết bị cứu hộ dưới nước tiên tiến nhất ở đất nước này. Cầu phao hộ khẩn cấp cũng được mệnh danh là tàu sân bay cứu hộ, có thể di chuyển cùng lúc hơn 400 người đến thành phố này. Đến nay, Tân Hương, thành phố có hơn 6,2 triệu dân, đã có 770.000 người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Lượng mưa tối đa trong gần 5 ngày qua tại đây đã lên đến 907mm và gây ngập úng nghiêm trọng trong nội đô. Mực nước tại một số làng, thị trấn tại Tân Hương cũng đã vượt quá 2m. Được biết, sông Vệ có tổng chiều dài hơn 400 km, trong đó đoạn đi qua tỉnh Hà Nam khoảng 240 km. Hiện vẫn chưa có thông báo nào về thiệt hại do hai trận vỡ đê này gây ra. Trước đó, quân đội Trung Quốc đã phải cho nổ một con đập để chuyển hướng dòng lũ nước, mối đe dọa chết người sau đợt mưa kỷ lục. Con đập được cho nổ vào đêm qua tại thành phố Lạc Dương, ngay sau khi đợt lũ nghiêm trọng tàn phá thủ phủ Nhạc Dương của tỉnh Hà Nam. Các chuyên gia khí tượng cho biết thành phố Nhạc Dương đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục 644,6mm trong vòng 24 giờ, vượt tổng lượng mưa trung bình cả năm khoảng 640,8mm của thành phố này. Trung Quốc hứng chịu lũ lụt tồi tệ, vỡ đê nghiêm trọng. Lũ lụt tồi tệ ở miền Trung, miền Bắc và miền Đông Trung Quốc gây vỡ đê nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn người. Chính quyền của các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung, miền Bắc và miền Đông Trung Quốc đang kêu gọi tăng cường các biện pháp ứng phó như gia cố đê bao và tuần tra 24/24 giờ để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trong những ngày mưa lớn. Tờ Hoàn Cầu Thời báo đưa tin, tại tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, cách đoạn hạ lưu của sông Phần đã trải qua đỉnh lũ lớn nhất trong gần 40 năm. Do mưa lớn liên tục, vỡ đê sông Phần đoạn gần làng Triều Đông, huyện Tân Cương xảy ra khoảng 5 giờ chiều qua. Chiều dài đoạn đê vỡ lên đến 20m, hơn 10 máy móc quy mô lớn và hơn 300.000 người đã nỗ lực vá đê bằng đá và gạch. Tuy nhiên, đến 9 giờ sáng nay, lỗ thủng vẫn chưa được phá. Hơn 1.800 cư dân ở gần đó đã được sơ tán đến nơi an toàn vào sáng nay. Sáng nay, tỉnh Sơn Tây đã ban hành biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 để kiểm soát lũ lụt sau khi có thương vong trong các vụ sập nhà và sạt lở do mưa lớn gây ra. Hơn 20.000 người dân ở tỉnh Sơn Tây đã được di dời sau khi mưa lớn đổ bộ vào tỉnh trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Mưa lớn ở Sơn Tây kéo dài từ đầu tháng 6 cho đến nay và dự báo sẽ còn tiếp diễn trong 4 ngày tới, với lượng mưa ở nhiều nơi trong các tỉnh vượt qua 100mm, thậm chí là 200mm, mức cao lịch sử. Mưa làm ngập lụt nhà cửa, phá hủy các trụ đỡ bên dưới một tuyến đường sắt băng qua sông Trường Viên. Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đường sắt treo lơ lửng trên không mà không có trụ cầu. Cục khí tượng Sơn Đông cho biết tại các khu vực thuộc tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc dự báo sẽ có những trận mưa như chút nước vào ngày mai.
chính quyền tỉnh Sơn Đông đã ban hành hướng dẫn kiểm soát lũ lụt và kêu gọi nâng cấp toàn bộ các dự án thủy lợi để tăng cường khả năng kiểm soát lũ lụt. Đặc biệt, tỉnh sẽ còn tăng cường công tác kiểm tra phòng thủ các bộ phận trọng yếu để đảm bảo an toàn vận hành trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả giám sát 24/24 giờ. Các khu vực khác cũng phải đối mặt với áp lực lớn do lũ lụt gây ra. Tại tỉnh Hà Nam, miền Trung của Trung Quốc, vào lúc 11 giờ sáng qua, đập Tam Hiệp trên sông Hoàng Hà đã trải qua trận lụt lớn nhất từ năm 1949 với lưu lượng nước chảy vào lên đến 16.360 m³/giây và lượng nước chảy đến 17.900 m³/giây, theo Hà Nam Nhật Báo cho biết. Trước đó, hồ chứa đập thủy điện Tiểu Lận trên sông Hoàng Hà chạm mức nước cao lịch sử 271,88 m và bắt đầu xả lũ với tốc độ 4.100 m³/giây để đảm bảo kiểm soát lũ lụt. Vào sáng qua, dòng giữa của sông Hoàng Hà đã trải qua đỉnh lũ số 3 trong năm nay với lưu lượng nước tối đa đạt 18.000 m³/giây. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, Bộ Thủy lợi nước đã cử 7 đội công tác đến tuyến đầu các khu vực bị ảnh hưởng của các tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, Sơn Tây, phía Bắc Trung Quốc, Hà Nam, miền Trung Trung Quốc và Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc để giám sát các hoạt động kiểm soát lũ lụt. Lời cảnh báo biển nước, từ đầu tháng 6 cho đến nay đã có 3 trận mưa lớn ở các tỉnh miền Nam Trung Quốc, khiến cho Trung tâm Khí tượng Quốc gia đất nước này đã phải ban hành cảnh báo mưa bão hầu như mỗi ngày trong suốt tháng. Cơ quan này dự báo trong những ngày tới còn có thêm 2 đợt mưa lớn nữa, thiệt hại nặng nề là điều ai cũng thấy, truyền thông Trung Quốc đưa tin. Đến cuối tháng 6, hơn 12 triệu người ở 13 tỉnh thành chịu ảnh hưởng do ngập lụt, 78 người thiệt mạng, gần 100.000 ngôi nhà bị hư hại, mùa màng thì thất bát và tổn thất kinh tế lên đến 25 tỷ nhân dân tệ, khoảng 4,8 tỷ đô la Mỹ. Lượng mưa quá lớn làm giới chức phải cảnh báo lũ trên ít nhất 25 con sông lớn và theo dõi sát sao tình hình đập Tam Hiệp. Ông Trần Tao, nhà dự báo trưởng tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc nhìn nhận, dù một số khu vực đang bị ngập lụt hiện nay vẫn chịu thiệt hại do mưa lũ hàng năm, song tổng lượng mưa năm nay cao từ gấp đôi đến gấp ba bình thường. Để tránh lũ, Trung Quốc từ thời xưa đã đào kênh mương, hồ chứa, xây đập nước, nhưng hệ thống này ngày càng quá tải. Trước tình hình thời tiết cực đoan và vô cùng khó đoán, các nhà môi trường học cảnh báo nếu không củng cố những hạ tầng này cũng như tham gia cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu, hàng triệu người sống dọc sông Hồ ở Trung Quốc sẽ nguy hiểm đến tính mạng và cũng chẳng biết được rằng liệu giới chức, dưới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc có hồi tâm cảnh tỉnh hay không, hay vẫn thói nào tận nấy. Vì từ xưa đến nay, ông Tập Cận Bình và giới quan chức của Trung Quốc luôn nuôi mưu đồ làm bá chủ thế giới bằng mọi giá, bằng mọi cách và bằng mọi thủ đoạn. Kính thưa quý vị khán giả, đại họa đã xảy ra trên đất nước Trung Quốc là trận mưa khủng khiếp nhất trong lịch sử Trung Quốc. Vào lúc 9 giờ sáng nay, bỗng dưng bầu trời thành phố Bắc Kinh tối sầm như đêm 30, gió lốc cuồn cuộn kéo đến trông thật khủng khiếp. Hình ảnh cơn lốc xoáy như những con quái vật đang vùng vẫy, như đang vơ vét nuốt chửng tất cả những gì trên đường mà nó đi qua. Đồng thời, trên trời có những tiếng nổ rất lớn, nghe xé tai thật hãi hùng. Có nhiều xe bị nó hút và cuốn lên, va đập vào nhau bốc cháy trong cơn lốc nhìn như mồi lửa. Cảnh tượng được ví như ngày tận thế, ngày mà thiên nhiên hủy hoại trái đất với mưa dầu, nắng lửa, động đất, hỏa hoạn khắp nơi. Khi cơn lốc đi qua, mọi người trốn được thì thở phào nhẹ nhõm, bèn nhìn nhau tự chúc mừng cho mình gặp may mắn. Nào ngờ trên trời bỗng dưng rơi xuống những mảng màu đen sền sệt, những chất ngày nó rất trơn. Hiện nay trên những con đường đã xảy ra rất nhiều tai nạn, đặc biệt trên đường cao tốc. Đã có hàng trăm chiếc xe tông liên hoàn vào nhau do chất dầu gây ra, làm tài xế có đạp thắng nhưng vô tác dụng vì dầu rất trơn, làm lực ma sát của vỏ lốp không tác dụng. Có rất nhiều người quay được cảnh bị xe tông liên hoàn và chia sẻ trên mạng, đồng thời khuyến cáo các xe khác không nên di chuyển vào con đường này. Theo tin từ chính quyền cho biết, chất rơi vãi trên đường màu đen là một loại dầu thô chưa qua xử lý. Do ảnh hưởng của cơn lốc xoáy, nó dùng lực ly tâm hút lên khi nó đi qua nhà máy lọc dầu gần đấy. Để đối phó kịp thời thì các nhà chức trách cho các nhóm vệ sinh đi thu gom bằng cách dùng xe vệ sinh hút và trải mùn cưa, cát. Phóng viên của tờ báo địa phương hỏi một người trong nhóm bị tai nạn cho biết, đây là một chuyện chưa từng xảy ra trên quê hương của chúng tôi. Vậy ông có tin sự công bố của chính phủ là đúng sự thật? Ông nói thêm, nhưng chỉ đúng một phần là chất này là dầu thô thì ai mà chẳng biết. Nhưng theo tôi, cơ hội này chúng cãi láo để có tiền bỏ túi riêng về khối lượng thất thoát.
Một người khác cho rằng đất nước chúng tôi gần đây đã có nhiều thiên tai kỳ lạ xảy ra, chứng tỏ có điều chẳng lành cho đất nước Trung Hoa và người dân. Theo thống kê, hàng trăm người đã thương vong do lốc xoáy kinh hoàng tại Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, đã có ít nhất 60 người thiệt mạng và 271 người khác bị thương. Sau trận lốc xoáy kinh hoàng lại tiếp tục xảy ra một trận lốc xoáy tiếp theo vào tối qua tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Với sức gió 23,9 m/s, và trận lốc xoáy này đã làm tốc mái nhà, gây hư hại cho hơn 130 căn nhà, làm sập nhiều lán trại tại công trường xây dựng cùng với 27 người dân, quật đổ nhiều cây xanh. Ngoài ra, hai tháp cần trục lớn cùng một tòa nhà 180 m² của công trình xây dựng cũng bị hư hại do lốc xoáy. Đa phần những người bị thương là do cây đổ, mái nhà bị tốc, biển hiệu quảng cáo bị rơi đè vào người họ đã được đưa tới cơ sở y tế địa phương điều trị. Kinh hoàng hơn nữa là cảnh hai công nhân vệ sinh làm việc trên cao bị gió lớn quật đập mạnh vào kính tử vong thương tâm. Cơ quan điều tra hiện nay đang truy cứu trách nhiệm đối với những cá nhân có liên quan do thời tiết xấu đã được dự báo trước thời điểm xảy ra sự việc. Sự việc này đang gây xôn xao dư luận tại Trung Quốc. Theo đó, vào chiều thứ Tư vừa qua, 5 công nhân vệ sinh nhà kính ở Giang Tây, Trung Quốc đang được leo lên trên một tòa nhà cao tầng hàng chục tầng để làm công việc dọn dẹp, thì bất ngờ một cơn gió mạnh cấp 10 thổi qua khu vực này, khiến thùng treo của họ bị rung lắc mạnh và liên tục đập vào tường của tòa nhà. Lực lượng cứu hộ đã cứu được cả người, sau đó cố định phòng treo nhưng họ đã đưa tới bệnh viện, không ai đã tử vong sau đó. Theo báo cáo của trang tin thời tiết địa phương, đã có một trận lốc xoáy vòi rồng lớn quét qua Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc với lượng mưa lớn và điều kiện thời tiết xấu. Các chuyến tàu ở Vũ Hán đã bị hoãn, nước trong nhà ga bị tích tụ đến ngập nhẹ, các biển quảng cáo cũng bị gió mạnh thổi đổ vỡ. Trung tâm khí tượng Hồ Bắc cũng đã thông báo rằng lượng mưa từ 13 giờ sẽ tăng cao, xuất hiện kèm theo mưa đá, sấm sét, gió giật mạnh. Gió giật ở các khu vực của Vũ Hán đạt cấp 14 và lượng mưa trong giai đoạn từ 14 giờ đến 16 giờ vượt quá 250 mm. Tuy nhiên, từ 13 giờ cùng ngày, 5 công nhân vệ sinh được cử đến đã lau cửa kính bên ngoài của một tòa nhà cao ốc. Một tiếng sau đó, thời tiết thay đổi đột ngột, gió mạnh liên tục quất vào thùng treo của cả hai, gây rung lắc đập mạnh vào tường của tòa nhà nhiều lần. Thậm chí trong đoạn video quay lại, hình ảnh cho thấy rõ khoảnh khắc kính của tòa nhà bị vỡ và bay ra ngoài. Gió giật mạnh khiến 5 công nhân vệ sinh trên cao bị đập mạnh vào kính nhiều lần. 5 nạn nhân đã bất lực bám chặt thùng treo mắc kẹt và đong đưa trên cao theo cơn cuồng phong. Lực lượng cứu hộ đã mất 20 phút để tiếp cận và giải cứu 5 nạn nhân. Hiện người đứng đầu dự án trên đã bị bắt giữ. Theo Cục Quản lý Khẩn cấp Vũ Hán đã cùng cơ quan thẩm quyền điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời tiến hành truy cứu trách nhiệm đối với những người có liên quan tới sự vụ trên. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.